Chiều nay ngày 6 tháng 2, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF và Tập đoàn LS Holding đã ký kết hợp đồng tài trợ chính cho giải bóng đá LS V-League 1 2020 và LS V-League 2 2020 tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty VPF, ông Nguyễn Trọng Hoài, Phó Tổng giám đốc Công ty VPF, các lãnh đạo Tập đoàn LS cùng đông đảo cơ quan thông tấn báo chí. Theo đó, với những thành công trong việc tài trợ cho giải hạng nhất quốc gia LS 2019, Tập đoàn LS tới từ Hàn Quốc đã quyết định trở thành nhà tài trợ chính của giải vô địch quốc gia Việt Nam 2020 với tên gọi chính thức là giải bóng đá LS V-League 1 2020. Bên cạnh đó, vẫn duy trì tài trợ cho giải hạng nhất quốc gia LS V-League 2 2020. Số tiền tài trợ của LS cho V-League và giải hạng nhất quốc gia 2020 không được các bên tiết lộ, nhưng theo như ông Trần Anh Tú, tình hình tài chính ở mùa giải tới sẽ tốt hơn so với năm 2019. Về vấn đề bản quyền truyền hình, người đứng đầu VPF chia sẻ những khó khăn, rằng bản quyền truyền hình giá trị chưa được như mong muốn. Ông Trần Anh Tú hy vọng trong những năm tiếp theo, giá trị bản quyền truyền hình sẽ có bước phát triển đáng kể. Trong khi đó, đại diện tập đoàn LS đến từ Hàn Quốc khẳng định lý do bỏ ra một số tiền không hề nhỏ tài trợ cho hai giải đấu hàng đầu của Việt Nam là bởi Việt Nam là một thị trường quan trọng. Điều đặc biệt là tập đoàn này rất tin tưởng vào bản hợp đồng với VPF khi huấn luyện viên Park Hang-seo đang tạo nên thời kỳ hoàng kim về bóng đá Việt Nam. Ở mùa giải 2020, VPF và đối tác truyền thông Next Media sẽ tiếp tục giữ vững mục tiêu 100% các trận đấu tại V-League và 80% các trận đấu tại giải hạng nhất được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng truyền hình chính thức cũng như trên hệ thống các kênh truyền hình internet và OTT.